Kịch thơ Kiều Loan, tác giả Hoàng Cầm, người đọc Trân Châu. Đoạn 8, cảnh 5. Tiếng hát: chợ gỗ ơi à, thiếu à, người à, còng lưng ấy mà chở gỗ à, thiêu à, người cho lên ấy mà cửa bắc xây đài là đài lửa cao. Vợ con à, bố mẹ nơi à, nào tháng âm mà ỷ chay à, không giàu nhặt xương. Một tốp lính gánh củi khiêng gỗ đi qua. Hiệu quý: các người khiêng gỗ đi đâu? Lính: thưa tướng quân, có lệnh trên chúng tôi xây đài lửa. Hiệu quý: ở đâu, xây làm gì? Tướng: chúng tôi không rõ, chỉ biết chất cao củi gỗ để thiêu người. Vũ tướng quân: thiêu ai? Hiệu quý bảo bọn lính: các người lau mồ hôi, ngồi nghỉ đã. Vũ tướng quân như điên: thiêu ai, ai đốt lửa? Hãy thiêu cháy lòng ta. Vũ tướng quân bỗng nghiến răng trợn mắt: cả thân trâu ngựa, rồi chúng bay cũng đến ra trò. Thiêu ai mà chất củi đến bao giờ mới phát hỏa? Ai chết hoằng như nướng cá, hay chính ta đây? Cút ngay, đồ khuyển mã, ngươi chở gỗ đến đây làm hỏng mắt tao. Hiệu quý: ô kìa, tướng quân người mê sảng đó sao? Với bọn lính: cho các người lùi. Lính: tướng quân lạ quá, thật khác ngày thường, khác hẳn ngày thường. Họ lại đặt gỗ lên vai. Nào các anh, khiêng gỗ đến Tây Môn, xây đài lửa, còng cái lưng xuống đất. Mà khiêng đi, đầu cúi nghiêng, nhậm mặt, mà khiêng đi. Họ đi khuất. Tiếng hát vọng lại trầm trầm. Tiếng hát: vợ con bố mẹ phương nào, than âm mà ỷ chay, không giàu nhặt xương. Năm năm lìa bỏ quê hương, còng lưng ấy mà chở gỗ, biết thương ai cùng. Cảnh sáo. Hiệu quý chưa chát, chỉ một buổi sớm mai, bên lòng đau bên lửa đốt đến muôn đời. Vũ tướng quân: ai dắt ngươi đi theo ta từng bước, để nhắc mãi chuyện mềm gan nát ruột? Ngươi im đi, hay ta sẽ thành điên. Hiệu quý: nghe thân tơ rền rỉ lửa triền miên, và đôi mắt nổ tung thành tiếng sét. 10 ngón tay tóe cao lời thông thiết, tóc xèo xèo cháy mãi đến muôn đời. Còn ai tham sống nữa Kiều Loan ơi? Vũ tướng quân: ta khuyên ngươi ra đường mà than thở, đừng gian dĩ trên linh hồn tan vỡ. Ôi Kiều Loan, ta cũng muốn điên cuồng, mà quên đôi mắt thê lương. Hiệu quý: xin chủ tướng vào thăm qua ngục tối, dù lạnh lùng cũng trông nhau lần cuối. Vì đêm nay chiến mã đã lên đường, nơi kinh kỳ bỏ lại đống thịt xương thành gió bụi. Vũ tướng quân tỉnh trí dần dần: ta phải quên đau khổ, lao thân mình vào nắng mưa binh lửa, bỏ một người nhưng cứu được muôn người, quên nghĩa cũ nhưng vẹn toàn nghĩa lớn, đặt danh thơm lên tất cả cuộc đời. Hiểu quý: theo nghĩa lớn mà quên người vợ nhỏ, tìm danh thơm mà vỗ nở người xưa, thì nghĩa lớn chỉ còn là 6 ngữ: uống công lưng chống đỡ một ngôi vua. Tôi tuổi trẻ trung thành cùng chủ tướng, xin phá tan cửa ngục cứu phu nhân, đưa Kiều Loan về quê cũ mùa xuân. Danh dự môi thơm nghĩa tình mới lớn,
dù phải chết với lôi đình chúa thượng, tôi không hề than tiếc tuổi đôi mươi. Cửu sấm kiều loan tôi trọn đạo làm người. Vũ tướng quân, còn nửa ngày hiệu quý, mong tướng quân quả quyết. Còn nửa ngày chọi nhau cùng số kiếp. Cảnh 7, lại có tiếng ảo não của một tốm lít khác. Tiếng hát: cộng lân khiên tâm áo quang, nặng sao nặng mãi hồn quang báo thù. Tốp lính khiên ra một tấm áo quang màu đỏ. Vũ tướng quân, gì nữa thế này, các ngươi khiêng đi đâu? Lính đặt quan tài xuống, bẩm tướng quân, lệnh quả tốc phải khiêng mau 20 chiếc quan tài ra bãi chém. Hiệu quý, chém ai? Lính, chúng tôi nào biết đến, lệnh bề trên cứ chúi mũi thi hành. Vũ tướng quân, khiêng đi đâu? Đi lối khác, loại súc sinh. Mà chôn ai áo quan sao có đủ mà chôn người? Liệu hồn các người đó chui cả vào quan lấp đất là xong. Chui cả vào. Lính sợ hãi, quan trưởng vệ thật lạ lùng. Hiệu quý, các người khiêng nhanh nhanh đi lối khác. Đẹp đẽ gì mà phơi hòm đựng xác giữa đường to phố rộng của kinh thành. Vũ tướng quân thét lên, chui cả vào mà chết sắp cho nhanh, quân khốn kiếp. Lính đặt quan tài đâm vai, nào khiêng đi lối khác. Thập đầu xuống, áo quan bằng gỗ tạp mà nặng thế này, khôn mình xuống khiêng đi. Tối về nhà vợ thấy mặt ngoảnh đi, tưởng ma hiện. Họ đi khuất rồi tiếng hát vọng lên. Tiếng hát: còng lưng khiêng tâm áo quan, nặng sao nặng mãi hồn quan báo thù.